đóng lại cái bồn rửa ra. Vấn đề mình niệm Phật cầu gia hộ ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ủa quên nữa, mời quý vị uống trà. Đây đây đây, không có tập đi này, nó có một chút vị trà thôi mà nó có cái bông cúc rất là tốt. Quý vị cứ tập uống trà, nó đem lại cái, nó có bông cúc ở trong tại vì nay trời mưa cho nên chúng mới mình để uống miếng trà nóng. Thứ nhất là cái người càng về lớn tuổi á thì đúng, thật ra thì phải phải hiểu là chúng ta cần có một cái chung trà trong một ngày, và một tuần phải có một vài lần uống cái chút vị cà phê đen. Thì cái não chúng ta nó giữ, cái não nó không có quên. Dầu mặc dầu là trà nó khó ngủ, nhưng mà chúng ta đừng có ghiền. Thì bây giờ mình pha chung với cái hoa cúc hoặc là những cái loại hoa khác, ví dụ như là nụ vối hay là lá dứa rồi vậy đó, cho nó cũng có những cái hay. Thì thật chắc hồi trước tôi không biết uống trà, khoảng chừng hơn hơn một năm trở lại đây á, thì tôi tập tập đây không phải là mình khuân tập để là nó có chủng tử nghiệp, mà mình tập ở đây là vì một là nó có cái trị liệu về cái mặt thân thể, thứ hai là trị liệu về cái mặt tinh thần. Cái người mà chưa biết uống trà thì có thể uống trà trong những cái ngày đầu nó rất là khó ngủ. Nhưng mà khi biết uống rồi thì nó quen, mà mình đừng có lạm dụng nó quá. Và mình tập cho cái thói quen, thí dụ như tôi mỗi buổi sáng thức dậy thì cái điều đầu tiên á là sau khi vệ sinh cá nhân xong, rồi tụng kinh xong rồi đó, thì cái điều là xuống là lo bắt ấm nước trước. Giữ theo cái xưa đó, bắt cái ấm nước, dù là mình ngày nay xài bằng điện, bằng ga, nhưng mà tôi vẫn xài bằng cái ấm nấu đun lên cho nó sôi. Thì lúc bấy giờ thì trong cái giai đoạn mình bắt ấm nước lên thì mình đi xúc bình và mình chuẩn bị trà. Thì khi nước sôi thì những điều đầu tiên thì mình lượt cái nước đầu tiên, mình nước vừa sôi tới đó, thì mình tráng đó, thì hy vọng có chắc có những chất bụi bẩn hoặc là chất mốc thì nó cũng bớt đi, mà đừng có để lâu. Tráng nó xong rồi cái lắc 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 nó đổ ra liền rồi, thì bắt đầu cái mình lần thứ hai, vậy là mình để luôn. Mà lần thứ hai để luôn này á, thì nhớ là chớ có đậy cái nắp lại liền, đậy cái nắp lại thì nó sẽ màu đỏ, để cho nó thoáng cái ba cái hơi lên một chút, trong 2-3 phút thì tôi mới rót vô cái bình trắng đây đó. Vậy nó ra cái màu rất là đẹp, thấy không, chứ trà thì đâu có màu vậy đâu. Thì đó là nó cũng là một cái gọi là thiền định đó nghe các vị nghe, làm cái việc gì nó cũng trong cái chánh niệm, cái thiền định. Thật chất thì tôi cố gắng thực tập dữ lắm, nhưng mà nó công việc nó hơi nhiều,
À, tôi sẽ ráng một chút nữa là tôi sẽ vơi đi những cái sự cố chấp cho bản thân mình. À, có những cái như tôi hồi nãy giảng á, thí dụ tôi cố chấp á là cái việc gì hôm nay là phải giải quyết hôm nay, thí dụ ăn ăn xong dầu có như thế nào cũng phải đi rửa chén cái bát, cái không thể để tới ngày mai. Cho nên có những sự cố chấp vậy mình là kéo dài thời gian quá. Tuy nhiên đó là cái nhỏ, nhưng mà còn nhiều cái việc lớn. Ví dụ cái chuyện gì mình muốn mình làm cho nó rồi để ngày mai mình bớt việc, mà thật ra thì ngày nào nó cũng như ngày nấy. Kể từ 5 giờ sáng bắt đầu, nếu mà bữa nào tôi sức sống hơn thì tôi vẫn vẫn ngồi trong phòng tôi đọc sách, hay là tôi xem những tin tức qua cái điện thoại. Chứ là tôi thì không có coi báo đài, thì cái điện thoại mấy em nó gửi cái gì thì mình coi. Mà các huynh đệ biết giờ cũng đỡ, là không có gửi cho tôi những cái phiền não. Thí dụ gửi những cái bài kinh hay là những cái bài gì mà liên quan tới đạo hoặc là về đạo đức thì tôi coi. Còn đỡ cái là mấy Phật tử cũng hiểu rồi cho nên không có gửi. À, tôi đã từng nói thứ nhất là tôi không thích việc chính trị bởi vì tôi đã mệt mỏi rồi. Cho nên đó, tôi không biết gì chính trị nên cứ gửi cho tôi cũng vô ích. Thành ra các vị cũng không có gửi. Thứ hai là cái chuyện mà không liên quan tới cái sự giải thoát giác ngộ. Đó, vậy đó mà mình vẫn còn bị chi phối á, chứ nếu mà cái gì mình cũng cũng huân tập nó vào thì nó càng phiền não hơn nữa. Thôi bây giờ trở lại cái vấn đề. Thì bây giờ các Phật tử về đây thăm tôi mỗi một tháng một lần vào cái ngày Chủ nhật đầu tháng. Thì bắt đầu tháng này thì thôi mình đổi lại là Chủ nhật cuối tháng đi. À, để cho nó cũng còn được cái tuần đầu các vị đi chùa trên cái gần các vị. Thì thầy nhắc là cho nó thuận tiện hơn. À, thứ nhất là chúng ta hãy nhìn các cái tôn giáo khác, nhất là cái ở đây là cái vùng đất của thánh giá đó, vùng đất của Kitô á. Các Phật tử thấy á, tại sao con chiên người ta giáo dục rất là hay, trong khi á, Phật giáo mình á, là cái đạo hết sức là cao thượng, chứ đâu phải đạo mình dở đâu. Đẹp nhiều mặt, nó giống như cái hoa để trưng dụng cho cuộc đời tươi đẹp. Vậy mà cứ sao nghe nó lộn xộn hoài. Thấy không? Cho nên vậy tôi khuyên các Phật tử á, giờ đi chùa á, theo nhận định của tôi đừng có đi sâu. Chùa địa phương mình đi hay bất cứ chùa nào mình cũng đi hết á, thầy nào cũng là một vị tu hết. Dầu thầy đó cao siêu, thầy đó như thế nào sao mình biết được. Nhiều khi người ta hiện cái thân thinh văn nhưng mà tâm ta là Bồ Tát. Thậm chí có người á, Bồ Tát trong cuộc đời á, các Phật tử biết có nhiều người á, họ có những cái tệ lậu hơn phàm phu nữa, nhưng mà họ là Bồ Tát. Họ phải thể hiện những cái như vậy để họ có cơ hội họ trở lại cuộc đời. Tôi nhắc nhở cho mấy Phật tử như vậy là gì? Tôi muốn là các vị theo thầy Tịnh Tài đến với đạo phải có kết quả trong sự thực tập. Mình là con người bình thường thì mình không thấy được cái tâm của bậc thánh đâu. Thậm chí người bình thường của mình á, còn không thấy được cái tâm của người bình thường. Thấy không? Nó nói dò sông về dò biển dễ dò thế nào, ai bẻ thước mà đo lòng người. Đó, mà mình cứ tối ngày mình ngồi mình phán xét cái này, phán xét cái nọ. Mình vô tình mình gieo rắc trong đầu mình á, tham sân si mạn nghi và ác kiến, thấy không? Thành ra bây giờ á, theo tôi lời tha thiết với các Phật tử á, bây giờ các vị nhìn kỹ cuộc đời các vị may mắn hơn rất là nhiều người, như tôi đã thường nói rồi. Người ta sanh ra cuộc đời người ta không tay không chân hoặc đuôi mù sứt mẻ, ta khổ đau cỡ nào. Mình giàu gì đi nữa cũng thân tướng mình cũng đầy đủ, tứ chi ngũ quan lục căn đầy đủ. Còn chuyện già đó thì con người nó lụng cụng, nó đau yếu là chuyện tất nhiên, không ai tránh khỏi. Nhưng mà so lại á, các vị đừng có nhìn sâu xa hơn, nhìn những người bạn của mình ngày xưa á, những người mà cùng học với mình thở còn thiếu thời đó, coi còn bao nhiêu người còn, bao nhiêu người mất, các vị thấy không? Bản thân tôi ở ngoài đời bốn cô, ở trong này có bốn cô là hơn tuổi mẹ tôi đó, hơn tuổi mẹ tôi đó.
mà cô nghĩ rằng một điều á, bản thân tôi ngoài đời á, tuổi dậy nè, mà tôi nhìn lại những người bạn ngày xưa tôi đi học á, bây giờ dường như nó mất cũng rất là nhiều, chứ đừng nói chi nó còn trong cuộc đời này. Rồi có nhiều người có mặt cuộc đời này, còn lại cuộc đời này á, thì cũng có người làm giám đốc, có người làm bác sĩ, mà cũng có người làm chạy xe ôm, có người làm thầy giáo, có người làm nông dân tay lắm chân bùn, có người hai ba lần đời vợ, hai ba đời vợ, có người bảy tám đứa con. Nhìn kỹ lại đó, bản thân tôi thôi, tôi nhìn lại rồi mình thấy vậy mình còn may mắn hơn nhiều. Dầu có những lúc á thì nó cũng là con người mà sống trong cõi dục, mà có những lúc nó cũng cảm thấy mình cô đơn buồn chán nha, chứ đừng nói tôi là bậc thánh nha. Nhiều khi gặp mà trời mưa vậy, mà nếu mà không nhờ chánh pháp của Như Lai đó, không nhờ lời dạy của Phật á, ngồi là buồn nha. Buồn tại sao ta ngoài đời giờ này con cái chủ nhật ta sum vầy, giờ này ta đi ăn uống nhậu nhẹt ca hát, sao mình giờ dậy buồn chứ. Nhiều khi ngồi, nhưng mà hãy nghĩ tới cái chánh pháp của Như Lai, nghĩ tới lời dạy của chư Phật rồi mới thấy mình hạnh phúc. Bởi vì người ta vui nhưng mà vui trong tham dục, vui rồi khổ. Đó, còn bây giờ ngược lại người tu á, thì khổ để tu hành thì khổ quá vui phải không? Nếu mà so lại đó, là tôi biết chắc là nếu so lại, tôi hỏi về các vị, nếu so lại về các vị và tôi thì bây giờ các vị chọn chọn con đường nào thì các vị nó chắc chắn chọn con đường của tôi, nhưng mà nó cũng đã là một con rồi phải không? Đó, bởi vì còn nếu ngược lại thì sao? Cho nên cuộc đời này khi chúng ta bước qua rồi đó thì chúng ta lại thấy hối tiếc, mà khi chúng ta chưa bước qua đó thì chúng ta lại muốn bước như thế nào? Vì vậy mà nó mới khổ đau. Thành ra các Phật tử ráng cố gắng đi chùa, thầy nhắc á, đừng có đi sâu. Bây giờ chùa nào mình cũng đi, thầy nào mình cũng đến, nếu đủ duyên. Mình đến, mình có tiền, mình có thầy đó có làm những Phật sự, những thiện sự, thì mình đóng góp được bao nhiêu là khả năng của mình. Không ai bắt buộc. Còn thầy có trọng hay trọng, không không trọng, thầy có thương hay không thương, thầy có quý hay không quý, chuyện của mình không thành vấn đề nha. Cuộc đời này cái sự phải quấy hơn thua thương quý nó đã mệt mỏi nhiều rồi, bây giờ đừng có đi tới chùa tìm những cái cỏn con đó. À, tới nghe phải không? Đừng có tìm những cái cỏn con đó nữa. Nhưng mà thông thường á, mỗi người sanh ra cuộc đời nó có số phận, nó có nghiệp báo, nó có ân nghĩa nhau hết trơn à. Nó thành ra bây giờ mình tu hành phải có trí tuệ, thì bây giờ đi chùa đừng có đi sâu. Bây giờ có Phật sự, có thiện sự. Phật sự là giảng kinh thuyết pháp, thiện sự là từ thiện bố thí cúng dường xây chùa đúc chương tạo tượng, cái đó là thiện sự chứ đó chứ không phải là Phật sự nha. Đó thì mình đóng góp được cái gì mình đóng góp. Với cái nữa đó, tôi theo cái kinh nghiệm tôi nói quý vị đừng có buồn, mà đừng có phải, nhất là vấn đề mà tiền bạc á, dễ mất lòng lắm. Thầy trò mà chưa có đụng chạm tới tiền bạc thì không sao nha, mà bây giờ có cái tình trạng là các thầy cứ hay mà mượn tiền Phật tử để làm chùa đó, mà mượn không lời, mà không có ngày trả, đó nó dễ phiền lắm. Cho nên cái hay đó, bây giờ thí dụ thay vì ông thầy ông hỏi mượn mình có 5-3 ngàn đó, thay vì mình muốn cúng dường mình cúng từ từ, nhưng mà thầy mượn à, giờ con có 5-3 ngàn con cũng có thầy mượn, nhưng mà rồi là một lần như vậy là dễ lắm đó, vậy các vị hiểu rồi. Mà ráng mà về mà vét hết, mà cầm cố mấy 30-40 ngàn để bà kia cho mượn 20, bà nọ cho mượn 25, bà nọ cho mượn 30 để lấy công đó, cuối cùng rồi công đức đâu cũng thấy, mà thấy một đống phiền não nghe. Đây là cái bệnh chung mà tôi không nói lên á, thì nhiều người họ sẽ quan niệm khác, còn mà tôi nói lên tôi biết nó dễ mất lòng lắm. Cho nên cái mất lòng nhất ngày nay ở tại Hoa Kỳ mình á là cái tình trạng là Phật tử cho mấy thầy mượn tiền làm chùa, bởi vì mượn thì không có ngày trả. Bây giờ chùa tôi hỏi các vị chừng nào trả? Thứ nhất là làm hết công trình này tới công trình kia, mà rồi á mấy thầy đâu có phải là cái bưu sinh nhật đâu.
Nếu mưu sinh nữa thì nó còn tới cuối năm hay là còn tới định kỳ để mà rút cổ phần đồ ra trả phải không? Còn với thầy thì coi như Phật tử nó cúng, mà bây giờ các vị nghĩ hay á, tình trạng bây giờ đó đủ thứ cái việc xảy ra, nào là thiên tai, nào là bệnh tật, nào là đủ thứ vậy, chính trị bất ổn rồi vậy, mà các vị đủ thứ chuyện mà mình né cái được chuyện gì mình cố gắng mình né. Tôi biết tôi nói về nó dính tới trên mạng luôn thì nhiều người nghe thì mấy thầy sẽ không hài lòng, nhưng mà tôi phải nói Phật không có đòi chùa to Phật bự gì hết trơn á. Cho nên tôi suy nghĩ rồi, giờ nợ của tôi nhiêu đây rồi mà còn còn trống rỗng không có người ngồi đây, đừng nói chi các chi cho nó bự. Thành ra trên đời này á, nhìn lại sâu xa thôi, các Phật tử suy nghĩ coi, cái người mà từ xưa muốn thống lĩnh cơ đồ như 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 Tần Thủy Hoàng, muốn các cái vạn lý trường thành để lại làm đệ nhất thiên hạ, rồi thử bao nhiêu đầu rơi máu đổ xương tàn cốt rủi trong đó. Bên miên thì đền anh co thâm anh co quát, rồi ngay cả Việt Nam mình là thời của dân tộc Chăm, nó cắt bao nhiêu cái tháp Chàm á. Thì bây giờ các vị nhìn kỹ soi gương kim cổ, nhìn coi được cái gì, được cái sự cũ kỹ sự mòn mỏi vậy mà bao nhiêu đầu rơi máu đổ trong đó. Thành ra tôi nói đây nó sẽ đụng chạm, nhưng mà tôi khuyên thôi, nói vậy đó tôi nghĩ rằng nếu người nào hiểu sẽ thương tôi, còn không hiểu có ghét tôi cũng chịu. Thành ra bây giờ cái điều Phật tử ráng á, bây giờ mình sống nay chết mai à. Ngày xưa Đức Phật đã từng hỏi các tỳ kheo rằng mạng người sống được bao lâu à, các vị nhớ vụ đó không, mạng người sống bao lâu à, mạng người sống hơi thở. Bây giờ các vị nghĩ thở ra mà không hít vào á thì đã qua đời khác rồi. Bây giờ mỗi tháng các vị về để thăm thầy có một lần, thăm tôi có một lần thôi, mà các vị biết nếu mà tôi có đem cái tâm phàm phu tôi ra đó, ngày nào mà tôi gửi giáo lý mà không thấy cô Diệu Hà bấm rai đó, bấm bấm mà nghe đó, là tôi biết, ủa biết cô này bữa nay cổ làm sao. Rồi ngày nào mà, bởi vì thường thường cái điện thoại nó có hai việc, có điện thoại thì thấy bấm nghe mình biết, có người như cô Trúc Quảng thì bấm nghe không biết, bởi vì nó tùy cái hãng điện thoại. Bởi vì sao? Tại vì cái tuổi bây giờ đâu có người nào tuổi trẻ nữa đâu, mà tuổi trẻ bây giờ nó cái vô thường, cái bệnh dịch nó cũng đâu có tha. Thành ra cho nên tôi thấy á, cái điều kiện tu hành tôi ráng làm sao mà tu tập buông đây nè, mà đúng ra mà mình là con người á mà mình buông tình buông nghĩa thì cũng không được phải không. Nhưng mà tôi buông, tôi tập, tôi buông, coi như tôi sáng tôi lãng quên á, tôi chỉ còn cái điểm đó nên là điểm mà tôi thành tựu nhiều mặt lắm á. Nhưng mà tại vì tôi còn cố chấp cái tình người. Nhưng mà thông thường á, rút kinh nghiệm đến cuộc đời tôi á, người nào mà tôi đặt cái niềm thương tôi quý mến thì thường á là những người đó ý lại. Cho nên bây giờ có lúc bây giờ tôi thương là tôi thương hết, còn không thương là không thương hết, ví dụ vậy đó. Chứ còn nhiều khi quý chuộng nói đây là Phật tử này Phật tử kia ý lại, nhưng ở bên trong á thì nó có nhiều mặt hơn. Thí dụ như cái người đó người ta cô đơn, người ta không có chồng con, hoặc là người ta không có cái người thân ở gần, thì dĩ nhiên là mình cũng phải có cái trách nhiệm mà mình phải quan tâm một chút. Còn thí dụ cái người đó con cái nó xung quanh 7 8 đứa, từng nào đứa kia về nó cho quà cho cáp này kia nọ thì mình quan tâm chi nữa, đúng không? Nhưng mà cũng phải âm thầm, chứ còn cái tâm chúng sanh, cái tâm thế gian á, thì các vị biết này, nó luôn luôn đi liền cái sự ích kỷ và đố kỵ hả, do ích kỷ do đố kỵ do ganh ghét cho nên mới là chúng sanh. Còn ngược lại đó, tâm mình mà rộng mở, tâm mình mà thương yêu, tâm mình mà dung chứa, tâm mình mà biết hy sinh cho người đó thì tâm đó của hiền thánh nha. Cho nên các vị nhớ, tôi thường hay nhắc câu chuyện mà không biết các vị có nhớ tôi kể câu chuyện mà giữa thiên đàng địa ngục nó chỉ là một thôi á. Nhớ cái câu chuyện không biết hai mấy câu hay thường nghe tôi gửi pháp, với câu chuyện tôi kể vụ mà có cái anh đó anh xuống địa ngục anh thấy bằng ăn không, ai nhớ câu chuyện của tôi hay kể kể tôi nghe coi.
Nó phải nhắc đi nhắc lại cho các vị nhớ. Có một cái chúng sanh nọ đi xuống địa ngục, thấy sao mà cái bàn ăn nó đầy thức ăn ngon hết trơn à, nhưng mà có cái tật cái là tay ai nó cũng dài quá trơn á, cho nên co lại bóc thức ăn không được, già thòn vậy nè, bóc không được. Mà ở dưới địa ngục á, người nào người nấy cũng ngồi mà dòm nhau, sợ cái anh này chĩa bên kia bóc, anh nọ chĩa kia, cho nên ai cũng ngồi dòm giữ cái dĩa thức ăn ở gần mình hết trơn á. Cuối cùng không ai ăn được hết trơn á, ngồi dòm nhau vậy thôi, ganh tị mà. Còn ngược lại trên thiên đường cũng y như vậy đó. Nhưng mà chúng sanh ở thiên đường khác, cái người này tay dài gấp thức ăn đưa vô miệng người kia, người kia đưa vô miệng người nọ. Có nghe con nhớ có chuyện đó không? Đó, ý tôi nói cho nên đó, thiên đường địa ngục nó chỉ có một. Thì nó được cái hạnh phúc với hết trơn. Còn đằng này có người mà ghen tị mà đố kỵ thì coi như không ai được hưởng gì hết trơn. Đó. Cho nên đó, tôi cũng thường hay nói với Trúc Kim cũng vậy nữa. À, ví dụ như không phải là cô Trúc Kim lớn tuổi mà tôi gọi là dạy ông giáo, nhưng mà ý tôi nói giờ Trúc Kim ở gần đây thì thường hay tới lui, tôi thường mỗi tuần. À, còn các Phật tử thì lâu lâu xa tới, thì thí dụ như bữa tôi có muốn trao tặng hay là có cái gì ăn á, mà lỡ mà nó thiếu á, thì mình là người ở nhà mình phải nhường cho người ngoài. Cũng đó là một cách hy sinh của cái tâm Bồ Tát. Chứ đừng nói là bữa nay Phật tử xa tới, chắc ở xa tới ông thầy đó ông đón tiền đó nha, ông đón tiền á, còn mình không bỏ rơi. Thường cái tâm chúng sanh á, các vị nghe, hả, tham sân si mạng nghi ác kiến nó đi liền nhau vậy đó, nó đi theo một vuột vậy đó. Một cái khởi ban đầu thì bao nhiêu cái nó liền theo, một cái xuất hiện thì bao nhiêu cái nó liền theo. Nghe các vị nha, hả, sân nó khởi lên thì tham si mạng nghi ác kiến, mà ác kiến nó nổi lên thì tham sân si mạng nghi, nó cứ nó xâm hà, nó chạy vòng vòng, nó nói đuôi nhau như chuột vậy đó. Rồi uống nước trà cái nữa đi, uống tập mùa mùa mưa lạnh uống nước trà. Cho nên cái tinh thần Đại Thừa Phật Giáo của mình, phải mình nói vậy là mình phân biệt Đại Thừa Tiểu Thừa, nhưng mà mình đang trên tinh thần là Phật Giáo phát triển á, là mình phải càng hy sinh. Phật giáo nguyên thủy á, là tại vì người ta không phải là nói người ta không hy sinh, nhưng mà người ta không có tuyên bố cao tột như Phật giáo phát triển của mình. Bởi vì Phật giáo nguyên thủy á, tại sao? Họ thấy chúng sanh đau khổ nhiều, cho nên ai ai chạy trốn được, thoát được, người ta lo ta thoát. Các vị hiểu không? Thoát đi cái đã, sợ quá, bởi vì nhào vô cái cuộc đời nó quá nhiều cái đau khổ rồi. Vì vậy mà cho nên cái Phật giáo nguyên thủy á, thì chỉ lấy khổ, tập, diệt, đạo. Bốn món này là chính. Khi mà tu tới con đường đạo đế rồi đó, là đạt tới cái chỗ giải thoát rồi, là họ sợ. Họ sợ họ bị nhiễm ô trở lại. Các gì hiểu không? Bởi vì họ chưa nhóm chắc mà. Nhưng mà ngược lại á, tinh thần Phật giáo phát triển á, thì nó thăng lên. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Đó, nhào ra. Hai cái các vị hiểu, hai cái nó khác nhau. Một cái thì lo tu, và lo gọi là co giò và chạy, sợ rơi vào cái cuộc đời trần lao sinh tử này nữa, dây mơ rễ má nên nó khổ. Còn ngược lại một cái nhào ra vớt vớt thà chết chết chung, chết chùm. Ý tôi nói theo kiểu đời vậy. Vì vậy mà nó cứ nó lâu thôi mà giữa hai bên á, nó không có thống nhất với nhau là vậy. Nhưng mà nếu hiểu kỹ rồi thì nó không có khác, bởi vì cái nào nó cũng có lý của nó hết trơn á. Mình nhắm mình không có khả năng thì thôi mình chạy trốn, còn bên kia nhắm á, bây giờ mình có chạy trốn đâu cũng không khỏi được chúng sanh thì thôi nhào ra. Cho nên chấp nhận ôm nhau mà sống. Thành ra nếu như cái hoàn cảnh mà hôm rồi mà cái bệnh mà Covid nó mới phát sinh á, súng nhau mà đi mua đồ để dự trữ đó, các vị thấy không? Rồi tôi hỏi nếu như mà không có đồ mà mình có đồ, ta cho mình sống không? Đâu có, tao đâu cho mình sống đâu.
mua cho giữ chất đầy hết rồi, mua tới mức độ mà mấy cái hoa mạc mấy cái gì đó Costco rồi nó sạch láng hết rồi, mấy cái giấy vệ sinh mấy cái này kia nữa sạch hết rồi, nếu có chuyện gì xảy ra mà gọi là không thể sản xuất nữa được, người thì có xài hết, người thì không có, ta nhắm cho mình, ta cho mình sống không đó. Ủa có chuyện gì nữa? Mà có chuyện gì nữa mà có. Không, có thể là vậy. Một là nó báo bão, hai là vụ sợ bầu cử tổng thống xong rồi có chuyện không có đâu. Nói chứ cuộc đời này nó dính chùm với nhau hết à. Có chuyện gì nó cũng không có tha thứ mình đâu, cho nên thôi thì các vị nên nhớ học Phật nó nhiều cái nó thoáng hay lắm, học Phật nhớ nó có cộng nghiệp mà nó có biệt nghiệp đúng không, cộng nghiệp á là tới cái thời mà cộng nghiệp rồi á là tới giờ đó cũng phải chịu chung số phận à, còn biệt nghiệp mỗi người có số riêng. Tôi có quen với một cô Phật tử nhớ cái kỳ 9/11 không, 11 tháng 9 đó, cổ đi về New York, cổ thăm cổ từ ở Chicago, cổ về New York, cổ thăm bà con. Mà cổ nói thầy nghĩ cái dứt khoát bận quá rồi bận về đi làm. Mà sao cái tới cái giờ đó không biết làm sao mà quân tàu rượt á, nói vậy cái gì hiểu không? Nghĩa là thổ chạy, tiêu chảy đó. Cổ nói thầy nghĩ vừa ra xe cái chịu không được chạy vô, mà vừa ra xe chạy vô cái chạy ra chạy vô leo lên xe đó rồi nó đau bụng mới chạy nó vô, leo xe đau bụng chạy nó vô đi đi rách rung, cuối cùng ra đó nó vừa khép cái cửa là thôi nó không cho vô, mà vậy mà sống thấy không, trễ mà trễ vừa chạy ra tới rồi nó khép cái cửa lại thôi không cho vô nhé. Theo nó đi chứ máy bay đó thì đâu có ai còn sống đâu, nhưng mà khiến tới giờ đó vậy cho nên đó, người ta nói hay lắm, con người nó có cái phước của nó có cái gọi là thiên thần hộ mệnh á, chứ hỏi cô đó, nhất là con gái ở bên Mỹ, cổ là người con gái mà cổ lại cổ sợ mập, cổ đang đâu có ăn tầm bậy tầm bạ đâu, cổ nói con không ăn gì hết trơn, cái sáng dậy lo lạc đạc rồi đi ra một phía trường à đó. Mà thành ra nó có những cái người mà nó có phước á tới tới giờ đó là vẫn có cái gọi là thế thế giới vô hình nào đó cản thấy không, chứ ai mà con gái mà mới sáng sớm chưa ăn gì mà làm gì mà tàu tháo rượt quân tàu rượt vậy đâu, mà cũng nói thầy nghĩ chạy ra ngoài xe ăn cái rồi nó đau bụng quăng quại chạy vô chạy ra chạy vô tới phi trường nó tới vừa tới đó đưa cái vé vô nó đóng cửa lại thôi rồi. Nó vừa về tới trong chuyến bay của nó đi 200-300 người trong chuyến bay đó, nhưng mà trong cái chuyến bay đó có 5 người thôi, nhưng mà thằng con của em nó đi lên sau cùng hết, thì nó vừa lên tới là không ông ta cũng mới đi mà thì hồi đó ông bà cha mẹ thầy quý thầy nói con thấy cái này có thiệt mà không biết mà không có tin, mà thành ra bữa nào cũng để cô bụng đi chùa con hỏi khi mà ông mình người già nói khi mà ông trời ông kêu á không chết trước không chết trước không chết sau, một chuyến bay rớt hết mà bắn ra 3 đứa, mà 2 trai 1 gái mà mấy cháu còn nhỏ dưới 18, mà một chuyến bay 50 người mà rớt hết bắn ra 2 trai 1 gái không có chết, mà rốt cuộc á 3 năm sau đó thì 2 trai 1 gái bạn với nhau con nít đi học rồi lái xe, mà sao mà thương lái hai hai đứa ngồi trước đứa ngồi sau, đúng 3 năm sau cái trong rẫy cái ruộng, nhưng mà trong mắt đó thầy cái có người đứng cản cái thằng lái xe nó ôm người đứng cản rồi để tôi xích tôi thắng thiệt mẹ thắng rồi tôi ba đi chết
là cái đó làm sao, không lấy trước không lấy sau hả? Không lấy học trời không kêu, chết trước không chết sau. Không, bây giờ nói vậy nè, mình theo Phật dạy á, là Phật dạy mà không phải nói là thờ Phật, cái gì cũng nói là mình đổ thừa. Nhưng mà mình tin cái đạo lý nhân quả đó vậy nè. Giờ trước mắt á, tôi và các vị mình được làm con người như vậy là phước báo rồi mới được làm người, đúng không? Chứ không phước báo giờ này mình mang lông đội sừng đó, trời mưa giờ giống như mấy con chim tôi cho nó ăn á, theo lẽ giờ này phải đi chạy trốn chu trốn nhủi để trú lạnh rồi để nắng lòi nào nó đi tìm ăn đó. Mình không đánh đổi, mình vẫn cực khổ chứ không đánh đổi. Bây giờ mình ngứa, mình còn biết lấy cái tay mình gãi, mình còn mua cái cây rồi mình sau lưng mình gãi, không tới lấy cây mình gãi. Chứ tôi hỏi các vị, thí dụ như con trâu con bò, nó ngứa lên lưng sao nó gãi? Con nào mai nó có cái đuôi dài thì nó còn quất bịch 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 bịch, còn mà chủ nó cắt cái đuôi rồi nó đâu có gãi được, nó đâu quất được đâu, phải không? Đó, thành ra mình bây giờ mình nhìn lại á, trong các cái loài động vật á, là chỉ có con người là phước báo nhất. Điều đó khẳng định chưa? Đúng chưa? Rồi, thứ hai nữa, giờ so sánh giữa con người với con người. Bây giờ á, mình may mắn là Đức Phật làm thân người đã khó, mà đủ lục căn là khó hơn. Dầu ở đây á, thì có cô không đủ thức tác, nhưng mà dầu gì nữa cũng còn đầy đủ lục căn, đầy đủ đẹp, dầu là không có cao hai thước mốt như người ta. Nhưng mà đâu đến đổi mà lùn tới mức độ mà 5-6 tấc đâu, thì cũng may mắn rồi ha. Rồi cái nữa quan trọng là trí não của mình. Bây giờ tôi hỏi các vị đó, các vị ngồi đây, các vị có điên khùng mà tối ngày mà các vị mà ngồi đâu tối ngày đi chữa thề nó tụng suốt ngày ở ngoài đường mà sao? So là những cái người đàn bà khác đi, mình nói xin lỗi, thấy không? Tối ngày á, không biết mình là ai. Coi những cái bộ phim thôi chứ tôi không nói ngoài đài nghe, tôi không đụng chạm tới những người ấy, coi bộ phim thôi. Có những người đàn bà 60-70 tuổi mà tối ngày đi ăn tầm bậy, nói tầm bạ, la làng, dỗ đít phẹp 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 ở ngoài đường, chữ thề nó tục rồi kia nọ. Bây giờ mấy cô đâu có chuyện đó đâu, là phước báo không? Trí não đầy đủ rồi bây giờ, giàu rằng đi đến đạo Phật có khi cũng khùng khùng tửng tửng thiệt. Tôi nói con Phật là khùng khùng tửng tửng nhiều lắm. Nhưng mà tấn khùng này là để hướng thượng chứ không phải tấn khùng mà tạo nghiệp, phải không? Có nghĩa là nhờ có sự tu á, cho nên có lúc đó nó điềm tĩnh lại, là có lúc bị ức chế đó, ức chế tinh thần, khi mà ức chế nhiều quá nó lại tấn tấn nữa cũng có. Cho nên tu hành á, thì cũng đừng quá mà coi như là quá gắt củ kiệu, mà cũng đừng có quá mà gọi là gì lơ đãng. Bởi vì mình không phải tử sanh, không phải một đời. Mà cái chuyện tử sanh của huynh đệ chúng ta nó nhiều đời, nhiều kiếp nó mới tích lũy được vậy. Rồi, trở lại vấn đề tôi muốn nói. Khi mình tích lũy được như vậy rồi thì các huynh đệ có nghĩ rằng, các Phật tử, các cô có nghĩ rằng là mình cũng được biết bao nhiêu lần làm phước mới được vậy không? Tạo biết bao nhiêu cái phước duyên mới được vậy. Rồi cũng trong tạo cái phước duyên đó thì mình cũng có gây không biết bao nhiêu cái quan trái nữa nha. Nhưng mà đó, nhìn lại số phận con người, nhìn lại hoàn cảnh con người, nhìn lại sắc diện con người, nhìn lại đời sống con người thì mình mới thấy rằng mình có tạo cái điều lành nhiều hơn điều ác. Chứ nếu mà các vị tạo điều ác nhiều hơn điều lành á, thì giờ này quý vị không có ngồi đây đâu. Giờ này con cái nó lôi nó kéo, nó bắt phải đập đầu cá, nó bắt phải mổ ruột gà, nó bắt phải nướng bê thui cho nó ăn, nó nhậu, chứ làm sao các vị ngồi đây. Hoặc giả là chồng giờ này nó, nếu mà ở Mỹ thì không có, nhưng ở các nước khác là giờ này nó đem bạn bè nó về mà không làm nó quýnh bầu bền đầu bền cổ, chứ làm sao được may mắn như vậy, phải không? Cho nên nhìn kỹ lại đó, nhờ mình cũng có tạo cái duyên lành nhóm chút nào đó cho nên mình mới may mắn được như vậy. Thì khi như vậy á, là tạo duyên lành đối với ai? Cũng đó là tạo duyên lành đối với chúng sinh. Mà tạo duyên lành đối với chúng sinh đó là mình đã từng cứu mạng chúng sinh, mình cũng từng bố thí, từng cúng dường, từng phóng sanh, từng làm những điều phước. Thì những cái phước đó nó tích lũy, cho nên tới giờ lúc này có những cái nạn nó thấy tới trước mắt rồi đó, nhưng mà buộc lòng á chúng sanh thì nó đỡ. Cái gì hiểu không?
Còn á, còn mình tạo những cái nghiệp quan trái, tạo những cái ác pháp nhiều quá đó, thì thay vì á, nó chưa tới chúng sinh nó đẩy nó đẩy cho chuối đầu cho cấm cổ. Ví dụ như bây giờ cái nghiệp thay vì mình đâu có phải mà tự nhiên ra đường nhào vô xe làm chi, nhưng có nhiều người nói cái nghiệp nó tới mà tự nhiên vậy là thấy, vậy là thấy chiếc xe vậy là nhào vô cho chết à, phải không? Đó là cái nghiệp nó tới, mà khi nó nghiệp nó tới rồi có tránh khỏi đó. Hoặc giả thứ nhất là một là mình cái ác nó đến thời nó phải đền trả, thứ hai là do cái hạnh nguyện của mình, định nguyện mình trả cho nó hết á. Để nói vậy là các vị nói à, vậy thầy nói vậy thầy rủa mấy hòa thượng như ở Mỹ này có một vị hòa thượng rất là giỏi đó, nhưng mà tại sao hòa thượng đi đường, hòa thượng sáng đi thể dục đó, nói ai sao lạ, tôi xin hài tên thẳng lên đó là thiền sư Di Lực á, nhớ không? Ngài là tu hành thanh tịnh chân chánh à, một cái vị thiền sư à, sáng hòa thượng đi đi bộ để mà đi gọi là exercise á, exercise đó, thì rốt cuộc hòa thượng bị tai nạn. Thì nếu vậy thì tôi nói vậy là khác nào sư ông làm ác hay sao? Nhưng mà do tổ sư đây, do thiền sư đây, chắc là cái hành nguyện tới đời này phải trả cho nó xong. Hay là trong đạo mình có ngài, có tổ tổ Huệ Khả đó, là nhị tổ đó mà vẫn bị chặt đầu. Hay là tổ sư tử cũng bị chặt đầu. Tất cả mình không thấy được, nhưng mà nó có hai cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất là nghiệp ác nó dồn dập tới giờ nó phải trả. Thứ hai là do hạnh nguyện phải trả sớm để nó hết, hiểu không? Còn bây giờ mình, bây giờ nó khổ nè, mình chưa dám phát nguyện. Nếu như mình tu hành mà ngon á, phát nguyện là bao nhiêu cái nghiệp gì con làm cho nó trả hết cho con. Nhưng mà sợ nó trả mình chịu không nổi, phải không? Thì nó giống như mình vay nợ không, mình trả từ 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 từ, cho nên ngày nó một chút, năm nó một chút, tháng nó một chút, đời nó một chút á. Rồi đặng mình hy vọng là mình có tu á, giống như cái ly trà. Ly trà nó đắng như vậy nè, nó màu thế này, giờ muốn nó không đắng không màu thì phải lấy nước trong mình chế vô, nó pha lỏng lỏng từ 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 từ, giống như mình tu hành ngàn chút chút, đời chút 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 chút, rồi từ từ nó lỏng ra đó. Các gì rõ chỗ đó không? Đó, thành ra mình cũng phan hả vội đánh giá rằng cái người nào đó tại sao trả cái nghiệp gì mà ghê gớm vậy. Ví dụ như hôm rồi Việt Nam có mấy thầy mà đi cúng cho người ta mà trên đường nguyên chiếc xe lật chết hết á. Đó, vậy không lẽ mấy bao nhiêu thầy đều ác hết sao? Nếu cái người không ưa mấy ông thầy thì nó mấy thầy cũng sao lo thôi. Ví dụ mà không ưa thầy nào, không lẽ nguyên xe thầy nào cũng ác nghiệp. Mà tại sao ngoài đời có nhiều người ta còn đâm đâm vợ, giết con, đâm heo, thuốc chó, người ta làm bao nhiêu điều tội lỗi, tại sao người ta không trả đó? Mà sao mấy thầy đó, giàu có ác cỡ nào cũng đâu có giết người cúng của đâu. Ý ta nói gì các vị hiểu không? Cho nên có những cái mình không thể thấy bằng mắt thường mình được đâu. Bởi vì cái lực nhân quả nó có nhiều cái mà mình á, biết nó, nhưng mà thật sự đó mình không biết trả một cách nào, tại vì mình chưa có chứng đạo, mình chưa có chứng thánh quả. Nhưng á, mình phải điềm tĩnh cái chỗ là mình hãy lo mình. Mình hãy lo mình chứ mình chớ có vội mà đánh giá người ta cái nhân này quả kia tùm lum. Cái bệnh của Phật tử mình này có cái tật á, là đi chùa và biết số kinh rồi đó, theo một vài ông thầy mà có tiếng rồi đó ha, nghe được một vài pháp, nghe là nói càng đó, cái gì cũng nói như là mình chứng quả rồi đó, cái gì đó nghiệp đó, sao biết người ta là nghiệp? Nhiều khi cái hạnh nguyện của người ta làm sao các Phật tử rõ không? Nhiều khi cái hạnh nguyện chứ sao biết nghiệp? Rồi quả đó sao biết quả? Người ta nhân, cái nhân người ta trồng đâu phải một đời đâu, nó từ vô lượng kiếp, ít nhất cũng kiếp trước. Mình có biết được kiếp trước người ta không mà mình đã thừa nhân quả. Cho nên nhiều khi á, Phật tử mình có cái bệnh là hay nói càng lắm, học được vài câu nói càng. Cho nên cái hay nhất á, ý của trò phiên á, tôi phiên các Phật tử á, nếu người ta mình nói mà biết chắc á, mình nói không biết chắc thì tốt hơn sao? Cái tốt hơn mà để giữ, đừng có tội, đừng có phước là im lặng, thấy không? Còn mình nói ra đó, một là tội, hai là phước à. Các Phật tử thấy rõ không? Các vị thấy mở miệng ra đó, các vị nhìn kỹ cái lời nói của mình, mở ra một là tội, hai là phước à. Chứ nó không có, nó ít khi nào nó đứng giữa đâu. Một là khen, hai là chê. Một là phải, hai là quấy. Vì vậy mà ráng
Thành ra một tháng xuống lần tôi nhắc được gì các vị nhớ nha. Nhớ về thực tập, tôi nhắc những cái căn bản vậy thôi. Cũng là cái pháp và để cho quý huynh đệ đi đến với tôi không có cảm thấy uổng phí thời giờ. Các vị học rồi thì học lại, nghe rồi thì nghe thêm, rồi ráng mà tư duy. Rồi mỗi ngày ai có phone thì tôi lấy cái những cái bài mà các em nó bỏ trên YouTube tôi gửi qua cho các vị, ráng rảnh thời giờ bấm nghe. Không rảnh thì thôi cũng không sao, để mình mở mang cái trí tuệ. Làm sao mà mình thân khỏe tâm an, mà cho tới ngày nào thân tàn mà tâm lạc á, thì lạc đó là an lạc đó, là được. Thân khỏe tâm an là thân tàn tâm lạc. Chứ đừng có để cái thân tàn mà cái tâm nó tàn luôn, đó là uổng phí một đời nha. Huynh đệ thầy trò đã có duyên gặp với nhau vậy thì chắc chắn phải gặp nhau nữa thôi à. Dầu kiếp này có thể gặp bao nhiêu không biết, nhưng mà nó cũng là cái nhân để tiếp tục đời sau gặp nhau nữa. Cho nên tôi ráng tôi chia sẻ vậy. Kính mong là các huynh đệ vui. Nhớ cái buổi uống trà hôm nay, trời mưa tầm gió tả thế này, thì nhớ về mà sống an lạc. Cuối tháng với thầy trò huynh đệ gặp lại. Vậy đi, mỗi tháng các vị xuống cuối tháng, thì như cuối tháng thì nó thường hay rơi vào cái ngày trăng tròn. Thường thường cuối tháng Tây thì nó rơi vào ngày trăng tròn. Thì cũng mùa đông nó tới, mùa lạnh nó về rồi, thì thôi cũng chúc cho các Phật tử cái tâm Bồ Đề luôn ấm áp, và để trưởng dưỡng cái hạt giống giác ngộ trong tâm thức của mỗi chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi các vị hồi hướng, các vị thuộc cái bài thôi ngồi để tụng kinh luôn đi hả? Thôi quay bằng Phật đi, để thôi cũng rồi tụng kinh luôn ha. Rồi sắp cái tọa cụ ra đi. Sắp cái tọa cụ ra. Đây nè cô, có sẵn như này. Uống nước rồi còn uống nữa không? Hả, tôi mặc áo nâu luôn rồi. Áo nào cũng áo trên cái tâm ha. Nói tâm mà tâm nào nữa. Sorry. Thắp cái hương hả? Nay 16 rồi, nãy tôi không biết, tôi quên, tôi đọc ngày rằm. Ủa, nay một tay hả? À đúng là 16 rồi. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Kính bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư vung kiếm trí huệ rừng tà. Thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay chúng con đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Cùng khắp mười phương chư Như Lai chư Bồ Tát hiền thánh tăng trong ba đời. Nguyện cho chúng con sanh sanh tề tam bảo đồng cư hưởng nguyện chư thiên hộ vệ. Tận duyên cụ duyên quan trời duyên chữ duyên giải thoát nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng tất giai tiêu diệt. Chư hương định hương giữa tuệ hương giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biển pháp giới cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Ông có ông ngoài xanh à. À Bồng Phong, đưa cho Bồng Phong cái. Phật còn tại thế chúng con trầm luân muôn màu. Khi chúng con được xuất hiện cõi đời thì Phật đã nhập diệt. Buồn thay cho tự thân chướng nghiệp của chúng con, cho nên chẳng gặp được xuất thân của Như Lai. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tằng Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Đà Gia Tôn. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tằng Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Đạt Ma Gia Tạng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tằng Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Tăng Già Gia Chúng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Viện Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Xá Lợi Phất Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thần Thông Mục Kiền Liên Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Giới Ưu Ba Ly Lực Sư Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Văn A Nan Kết Tập Kinh Tạng Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Mật Hạnh La Hầu La Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Đồ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Quý vị lật cái bài sám văn phát nguyện, nguyện là đệ tử chúng con một lòng thành. Trang 29. Thanh bình
tai nạn binh đao điều dứt sạch huynh đệ nhìn nhau con một nhà xót thương cứu giúp tiêu thù hận cả trên thế giới thải an lành cùng chung nhân loại lòng yêu mến sắc cơm chia áo một tâm thành có tình đồng loại như ruột thịt nguyện cả chúng sanh đến côn trùng cùng khởi lòng thương che chở thầy ai đành sát hại làm lợi mình mong sao toàn thể cùng vui sống nguyện mưa chân pháp khắp quần sanh mọi người đều được nhưng gọi nhiệt não thiêu tan lòng nghe tam thừa thánh quả điều an trụ nguyện con dứt sạch mọi não phiền gắn tu chẳng chút sinh lười mỗi lập chi vẫn chắc như kim cương dù bao sóng gió không lay động tiếng lên quả vô sanh yêu ma quỷ mị không ngăn nổi chiếc gươm tay chẳng rời đơn đau đột nhập vô thượng giác tam độc bát phong không chướng ngăn chỉ một chân như tam mũi ấn tiến thẳng vào nhà pháp thân trên ngọn diệu phong rong tự tại xem xét mười phương khởi từ phương tuyển tỳ ân hóa đưa chúng đồng niết bàn dù bao gian khổ lòng không nản công đức tu hành về tất cả chúng sanh cùng mình được đồng nương chánh pháp tối thượng thừa lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo Nam Mô Bổn Sư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật tiêu tai kiết tường thần chú con xin đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh
Này hư không hãy uống cạn tất cả hỏa tai, uống sạch tai hỏa này sức nóng hãy đốt sạch tất cả hỏa tai, đốt sạch tai hỏa này tinh tu. Quả tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng an lành, thật an lành. Nam mô tiêu tai giang kiết tường Bồ Tát, Nam mô tiêu tai Tát, Nam mô tiêu tai giang kiết tường Bồ Tát. Công đức tụng kinh không tinh kệ, thân phước vô biên. Sanh thải điều thể nhập vô sanh nhẫn, nguyện tiêu ba chướng, nguyện được trí huệ thật sáng ngời, nguyện cả tội chướng đều tiêu trừ. Nguyện đem công đức tu hành này trang rải mười phương khắp tất cả các loài, đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Chứng Giám. Phục nguyện cây Bồ Đề cao sổ sổ diệm già che mát khắp cõi Tam Thiên. Hoa u bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Hôm nay chư Phật tử thành tâm phát lộ sám hối lễ Phật công đức, nguyện cho Phật tử chúng con thân su khương thới, mạng vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai bát tiết hữu trùng lai chi các khanh. Phổ nguyện cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước đức thải nôi làm, đồng quá hữu duyên đồng hành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy y Phật. Thế giải đại đạo pháp vô thượng tâm, từ bi pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải từ bi tăng đương nguyện chúng sanh thiết vô ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nhất tâm định lễ Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Nhất tâm định lễ Nam mô hiện tại hiện kiếp thiên Phật. Nhiều tâm đảnh lễ Nam mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật. Rồi, chúng ta phía sau lễ tổ đi.